không có lớn đâu. Chén mồm mình cứ hồi không có về. Ba giờ con muốn ngồi cũng lần á. Ba giờ hả? Chú giật có cũng lần. Chơi chưa với chú nhật mà 10:30 sáng coi diễu hành. Gửi ở đâu vậy ba? Ở bãi xe này nè. Là xe nước đó. Đâu? Ba cái máy của ba nó còn. Coi con thấy chú Hào với cô Lánh không? Thấy. Thấy không? Không lẽ ngày mai không mới gặp chú Hoàng hả? Lát nữa có thể gặp. Sân khấu là sửa rồi. Nãy giờ chú kia nói là sân khấu chuyển ở đây nè. Lát tiên nhang cứ tới tới. Mà sân khấu chuyển lại đâu vậy? Chuyển qua chỉ... chỗ sân khấu ngoài sao vậy nè. Con mẹ sân khấu gì mà? Sân khấu thiên thần. Xì tốt. Rồi dừng nghe bến này một chút. Thầy ơi chỗ kia là chỗ gì hả? Chỗ khác á. Phải không? Phải. Hay là đi lại đó coi. Chút đi con. Ngồi nghỉ mệt đi. Người con chắc là người ta thay cất lại con mới lạnh chắc luôn. Trời ơi, ai mở mới lạnh làm gì? Nhưng mà nó làm đẹp hơn thôi. Nhưng mà sao thấy trong nhà nó kín mít luôn. Đúng rồi, ta mở cửa sổ, hệ thống quạt hút. Quạt rồi nó quạt. Có thể là càng nói đúng không con, có thể cái mới lạnh. Mình đang tính bụng quá. Con chưa chắc. Nhưng mà cái này có ai thường không phải sao đâu. Thì ra chỗ này là cái miếng mạnh.